Các bạn có thấy ai nuôi rái cá đạt đến cái level này không? Sống trong rừng như với rái cá. Bên Nhật Bản họ bắt chước tuy ôn, nhưng họ lại biến rái cá làm thú cưng chứ không có làm được như vậy ha. Muốn Việt Nam nổi tiếng thế giới thì các bạn phải đăng ký kênh YouTube tuy ôn rồi. Thì rái cá Việt Nam mới không bị bắt bán sang Nhật Bản nữa.